Dạ xin chào quý diễn giả kênh Khương Dừa. Khương Dừa xin kính chúc quý bà con cô bác mình thật là nhiều sức khỏe. Bây giờ là 6 giờ tối ngày 4 tháng 10 2022. Khương Dừa đang có mặt ở huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận bà con cô bác. Dạ hôm nay Khương Dừa đang đi ra nhà của một đứa em. Dạ bà con cô bác thấy cái xe này quen không? Chắc là biết cái nhà của ai ha. Anh Khương. Nhà của ông Thép. Đi sáng mưa tới luôn. Chào anh. À, mưa quá trời luôn. Dạ. Rồi xin chào bà con bác Thép với lại bé Nhi. Bà xã của Thép. Ôi mưa không thấy đường đi luôn. Mưa sao mà lớn ghê trời. Bữa giờ có mưa không? Mưa quá trời mưa luôn anh. Hả? Bữa đây mưa dữ lắm. Thôi mời anh vô nhà mời khán giả vào nhà Thép nha. À. Mưa cả ngày đây luôn mà. Nhà đẹp quá trời ta. Dạ. Cây cối đã ha. Đây là em ở với ba mẹ em hả? Em ở với ba. Mẹ ở trong bên kia. Dạ hả? Đi, mời anh vào nhà. Ở đây là xã gì em? Ở đây là thị trấn Phước Dân. Phước Dân hả? Em trai em hả? Dạ em vợ. Em vợ hả? Ừ, em quay phim. À. Bữa nay có quay gì không? Uống chó nó thân thiện quá vậy. Nó thân thiện lắm. Cứ nghe dễ thương à. Bữa nay hai vợ chồng có đi quay gì không? Dạ không, bữa nay mưa quá trời mưa rồi. À bà con cô bác thân mến, thì Khương Dừa với Lê Thép hai anh em gặp nhau ở phim Mất Mạng. Nói chung là cũng mới gặp nhau mà cũng thân thiết lắm, biết nhau mà. Dạ. Đợt này thì Khương Dừa có liên hệ với Thép. À, để Thép liên hệ cho Khương Dừa mấy các bạn nhỏ mà học giỏi có hoàn cảnh khó khăn á, để Khương Dừa làm chương trình học để đời. Dạ ở đây chắc cũng 3-4 ngày rồi, thế về lại Sài Gòn. Dạ ở đây mai là... mai nếu mà trời không mưa anh em dẫn anh lên núi. Núi gì? Núi chỗ rẫy của em á, Phước Bình á. Vậy trồng sầu riêng hả? Dạ trồng sầu riêng, với lại lên đó mình mua một ít bánh lên tặng cho mấy trẻ em miền núi á. Ừ. Với lại mình khảo sát ở đó. Ừ. Tôi trẻ nào học giỏi rồi cho anh Khương quay cái chương trình gì ta? Học để đổi đời. À, học để đổi đời. Ờ cái đó chương trình học bổng nó lớn lắm á. Để dành cho mấy bé mà nó khó khăn mà nó không có điều kiện á. Dạ. Cho nó. Cảm ơn anh Khương vào nhà. Học hết lớp. Nãy giờ quên rồi chứ. Nó học hết lớp 12 luôn á. Dạ. Anh em đang chuẩn bị nút vàng. Anh em đang chuẩn bị là làm mấy món ăn cho đãi anh Khương. Giới thiệu này được không? Trời ơi. Dạ. Nút vàng đặt mà em cũng mới đây không Thác? Được nửa năm rồi anh à. Nửa năm rồi hả? Còn nút bạc là bao năm rồi? Nút bạc thì hình như là em làm YouTube 3 năm đây rồi, mà nút bạc hình như là một năm em mới lấy được nút bạc. À, năm nút bạc. Đây là mấy cái bằng khen của mấy đơn vị được. Dạ. Em đi hỗ trợ hả? Đi là hình thiện nguyện thì cũng mấy đơn vị họ quan tâm, họ tặng cho mình mấy cái bằng khen làm kinh nghiệm. Dễ thương. Thép thì bà con bác khán giả Khương Dừa chắc cũng có xem Thép nhiều, rồi khán giả của Thép cũng có xem kênh Khương Dừa nữa. Dạ. Thì thấy em nó cũng ở ngoài đây thì cũng nói chung cũng rong ruổi suốt, có một chiếc xe hai vợ chồng, rồi tối ngày có chuyến xe không đồng á, rồi đi tặng quà cho bà con bác. Nói chung là cũng của ích lòng nhiều, cũng chia sẻ bà con bác, nói chung cũng truyền tải cũng nhiều thông điệp cũng hay trong cuộc sống. Nói chung là không cần là mình phải có nhiều hả? Quan trọng là mình biết chia sẻ phải không? Dạ đúng. Chứ biết khi nào biết có nhiều không? Rồi sầu riêng đang có trái không? Sầu riêng em mới thu hết rồi. Vậy hả? Mới thu được hết được tháng này rồi. Mùa này được nhiều không? Được. Vườn em mua lại của người ta mà lúc mà em mua lại thì nó cây nó kém quá, nó yếu quá. Thì nó cũng không được bao nhiêu hết. Hình như được 2 tấn mà nó hư đầu đó 500kg rồi. Ồ, 2 tấn hả? 2 tấn, 2 tấn mà hư hết 500kg rồi. Ừ. Nó có mấy chục cây không mà anh? Có hình như là có 50 cây. À, sầu riêng đây ngon không? Ăn thì chất lượng cũng ok, tại em làm sầu riêng sạch mà. Sầu riêng gì, nó sầu riêng sáo hay là thái anh? Thái hả? Mà em làm sầu riêng sạch, không có xài thuốc bảo vệ thực vật. Chỉ thay xài những cái thuốc sinh học hữu cơ ha. Hữu cơ thôi. Rồi hàng ngày hai vợ chồng là đi suốt hay là sao? Là nhà em đem ở chỗ này làm. Ở đây là ở chỗ ở. Nhà em ở thường xuyên đây. Nhà em ở đây luôn mà. Ở từ nhỏ tới lớn ở đây mà. Chắc cũng mới sửa chữa lại hả? Không, nhà này là em mới xây được 2 năm rồi. À. Còn trước em ở nhà cái nhà kế bên. Nhà đó là sao? Nhà của ông bà nội để lại. Rồi giờ bên ai ở? Giờ bên đó là để không đó. Ví dụ qua đây nè. Xây đây được 2 năm rồi. Ông nội còn không? Ông nội em ở ông làng. Ở chỗ bữa nãy anh dừng xe là chỗ nhà nội em ở đó. Cái đó làng hả? Chỗ đó làng, ở đây là rẫy. Ở đó là kia bằng rẫy luôn hả? Dạ. Đây là dân cư làng là nhiều người sống hơn. Dạ. Còn rẫy là ít. Nhà em đi cũng khó ha. Không. Đi định vị anh đi là hay đó. Đi xe hơi vô tới nhà luôn nha bà con bác. Chứ nhiều người là người ta nó chỉ đi vòng vòng đâu trên kia kìa.
đi tới nhà là hay rồi hồi đó. nãy Thép gửi cho Khương Dừa cái định vị mà hôm qua Khương Dừa biết thế nào nó cũng ngồi quán cà phê đó gì đâu, gửi cho Khương Dừa tới đó. Vậy đúng rồi, hôm qua em gửi lộn mà, gửi lộn mà em không để ý. Rồi đây ở với ba còn mẹ ở trong trong đẩy. Dạ, mẹ ở cách đây hai 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 cây. Ủa ba mẹ không sống chung hả? Dạ, sống chung. Ờ. Đi xuống bếp cho anh em mà Xuống bếp ăn làm luôn vài hả? món đãi anh Phương với tất cả khán giả mấy anh Ờ, em. nhà cắt đẹp quá ta. Dạ. Nhà này chắc Thép cũng ở quay chắc cũng chia sẻ bà con quát rồi, cũng mừng phải không? Dạ, Cất được cái cái nhà của nhà mình này phải không? là lúc mà Thép làm YouTube là 2 năm á. À. Rồi Là đất lúc là đất đất nhà em hả? dạ. Làm YouTube được 2 năm xong tích góp tiền xây cái nhà này. Em mấy anh em? Em với hai đứa em gái đây nè. Con gái Đứa em hả? gái Hai đây. đứa gái hả? Hai Nó gái có đang gia đình làm chưa? nè. Đứa kia là học đại học năm 5 ra trường rồi, Ủa vậy còn đứa hả? Đang đi này làm hả? mới 16 tuổi à. Ờ. Đang làm mấy cái món Món ăn gì cho các em? hai Cái anh này là chắc có mấy bạn quay hả? Phương. Ông cái đó chú em. Ông chú. Còn cái đó Chú em cũng trẻ quá vậy? phim. Dạ. Đây là em gái, học lớp 10. Em gái năm này học lớp 6. Ơi, Ờ, lớp mấy? 16 tuổi. Lớp 10. Lớp 10, lớp 10, 16. Lớp 10, anh ơi, lớp 11 cơ. Ờ. Ủa sao thấy ít quay em gái vậy? Em có kênh riêng mà. Nó có luôn hả? Dạ, Phan Phương Rồi. Thảo. Giỏi vậy? Thôi thôi. Rồi 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 rồi, rồi. Ông chú có kênh Ông chú ông đóng hàng cho em. không? Hả? Chú như ông chú ở nhà đóng hàng, còn em này đi về phim. À. Còn Ừ. bạn nữa đi về phim nữa nhưng mà về nhà rồi. Mấy bạn quay? Hai người quay phim với một Ồ. bạn ở nhà dựng phim nữa là về nhà À. hết rồi. À. Là ekip được 3 người. Dạ, đi lúc lúc nào đi cũng bốn người đó. Là em này lái. Hay là bạn quay phim mới lái không? Không, em mới lái xe luôn chứ. Em lái xe luôn không? Dạ. Mấy bạn quay phim lái được không? Chưa chưa có bằng. Chưa hả? Dạ. Với lại em lái em tin tưởng hơn, em chạy rồi lái hơn. Thế Nó đưa cho người khác lái làm em món uống gì được. con gái? Kêu bằng anh đi ha. Làm món gì ở gà hả? Gà giá cày hay Dạ. làm gì vậy? Thôi thế hả? Này chắc gà là gà quê, gà nhà, nhà Dạ, quá. gà nhà. Em Ừ. nấu cho anh miếng nước hay cho nước uống em thương. Rồi em gái làm kênh từ nào? Dạ, làm được gần năm rồi anh ạ. À, để lát lên coi thử coi. Được nhiêu sập rồi? Dạ, chắc 75.000 rồi. 75, 75. Em gái có một kênh, rồi bà xã cũng có một kênh, Dạ. rồi Thép cũng có một kênh. Nói chung mấy anh em bạn bè ở đây Dắt là díu nhau ha, coi như kéo dìu nhau dắt hả, nhau. dìu dắt nhau lên, Dạ. ai đi trước thì hướng dẫn người đi sau. Dạ đúng rồi. Bé Nhi hồi trước thời gian bán sầu riêng với Khương Dừa, bà con bác bán được Đệ cũng đệ mấy tử tháng Khương, đệ tử anh Khương bên mà sầu riêng. lúc đó có kênh rồi chứ, Dạ lúc đó có coi rồi có mà ít kênh làm. rồi. nhớ ít làm không làm lúc đó bởi mà lúc đầu lúc mà bán sầu riêng xong sao Khương Dừa hỏi bé Nhi hỏi sao hỏi rõ hơn thì mới biết là mà lúc đó là chưa cưới nhưng mà đó là đang quen Thép mà Khương Dừa hỏi sao tự nhiên đi đây làm Ủa vậy đó. là lúc đó em vô làm cho anh Phương là anh Phương biết Chưa chưa biết. Sau lúc này mới biết vô hả? làm. Lúc vô làm thì anh không biết À. nhưng mà hỏi làm vô chừng tháng hỏi biết chứ mà biết lúc là hai đứa em quen nhau rồi xong Nhi mới giờ nói xin nghỉ về đám cưới. À. Ờ à, ba cái anh nói rồi sao mà bà xã Thép mà sao không đi ở nhà làm nội dung này kia mà sao vô đây làm, tại vì làm ở cửa hàng thì thu nhập thì cũng không có cao. Dạ, bán sầu riêng Cái lúc chắc đó mới quen mà. vậy hả, Lúc đó mới quen mà. hoặc là vô vô cái học bán sầu riêng sau này về bán sầu riêng Đúng rồi đó. nè. Cái Bây gì nó giờ kinh cũng nghiệm sầu riêng của em nhiều hơn khui của anh Thép luôn. cũng mà khui phải không, Dạ khui với lại nhìn trái chín trái sống anh. thấy ngon phải Đúng rồi, không? bây giờ có kinh nghiệm Không, rồi Nhi đó. lúc đó làm giỏi lắm nha, mà chịu cực, nói chung mà mình làm mình chịu cực là cái công việc nào mình làm cũng được hết trơn. Bây giờ về bán sầu riêng. Thôi, ở đây trồng sầu riêng nhiều không ha? Có hai chồng em thôi. Ở ngay vị trí rễ nên ở nói về đất Ninh Thuận thì ít trồng lắm, chỉ có một cái vùng rễ nhà em là họ trồng cũng ít thôi, không có nhiều. Nhưng mà từ rễ nhà em chạy khoảng 5 cây số nữa là vùng Khánh Sơn, là một trong những vùng trồng sầu riêng nhiều nhất Việt Nam luôn, Nhất Việt Nam luôn hả? kế bên luôn Khánh Mới Sơn. đây Khánh chứ, Sơn mới đây chứ sao anh chưa nghe. có đi qua đó không, bữa nào dẫn qua đi Thường cho anh. thường là Long Khánh đồ nhiều đó hả? Cái Đây ở đây vườn Khánh Sơn là cũng dữ dằn lắm nha, vậy cũng hả? có tiếng lắm á, sầu riêng Khánh Sơn Ủa á. vậy anh mới Chắc là nghe mới luôn, đây á. anh mới nghe, mới đây trồng đó, mới rộ đi á. Bây giờ anh lên đất của họ là toàn tơ núi, họ dắt sầu riêng hết rừng giờ cày chờ hết. giờ có giá trị phải không, nhưng Đúng mà sợ trồng nhiều quá cái bán không được, rồi. nó bị cái gì cũng vậy nữa. Dạ đúng rồi.
nó cung mà vừa cầu đó, bắt đầu giá thu riêng nó lại rẻ, giống như thời mà mít vậy đó. Nấu nước đâu hai nay vợ chồng làm món gì? Em hôm nay định làm cái món gà xào thờ ớt với lại nấu cháo để đãi mấy anh em nha. Nói thiệt luôn là đi trưa giờ anh sợ ra trễ nên anh không có ăn cơm nước gì luôn thiệt. Sáng đông đi, sáng đông Khương Dừa đi cũng hơi trễ, tại sáng nhà anh Danh anh tới và con bác. Em tính là 7 giờ tới nên giờ này em mới bắt đầu nấu cho nó vừa nè. Ngồi ba em đâu rồi? Em nấu nước đây em. Anh đang ngồi đó. Một cái nhà bè dễ thương của bà con bác đây chắc đắt lá hàng của em ấy đang chuẩn bị để trao cho bà con nè. Ủa cái này. Ủa thép mà cái này là sao thép người ta gửi cho em hả ta? Không có cái đó em đang bán ra nè. À em bán luôn hả? Trời ơi. Vợ em ở nhà bán đó mà. À hàng chi bây giờ nó không đi hả? Nhà bán hàng luôn hả? Dạ đúng rồi. Cái này bán gì á? Mấy cái này thuốc trị hôi nách thôi đồ á. Vậy? Sorry tất cả khán giả nha. Thép vô tình. Diêm cánh hả? Là thuốc trị hôi cánh. Vậy hả? Anh chưa bị hôi cánh đâu. Không anh không. Không. Đâu về nhà ông nội em bên đây hả? Không, nhà ông nội em đông rẫy. Ba em bên đây qua. À. Cái nhà nhỏ này ở đây hả? Cái nhà nhỏ ngày xưa ở đó. Nhà ngói nhà kiểu cổ ta. Nhà xây năm 1988 chứ. Ờ. Ba em qua. Dạ chào chú. Ồ ba em rất nhỏ tuổi hơn ba anh, kêu chú. À. Ban anh hả? Kiểu anh hả? Dạ. Anh Khương lớn ba em rồi. Ờ, tao lớn ba mày luôn á. Ấy là bao nhiêu tuổi rồi anh Khương, bao nhiêu tuổi rồi? Anh 84. À 84. Lớn hơn. Không, 84 là lớn hơn Thép 10 mấy tuổi á. Ừ. 84. 11 tuổi. 11 tuổi à. Đúng rồi. Ừ. Vậy là em là cũng nhỏ hơn ba em. Ủa mày 95 nữa hả? 95. Vậy tính ra mày già hơn anh nhiều không? Không nhìn anh nhìn anh Khương già ba em. Tao già ba mày nữa. À ba. Chú kêu chú. Chú sinh năm bao nhiêu vậy? 71. Dạ, ô 71. Nếu mà 71 ở ngoài gặp kêu thằng anh được rồi. Đúng không? Dạ. Hát karaoke là kêu anh chứ. Dạ. Vô bằng nhậu là anh ha. Rồi và bán đồ được không? Dạ cũng được, ngày cũng được mấy chục đơn á. À, cái này trầm thơm hả? Đây bán chắc khắp nơi hả? Em bán online mà. Ờ giờ giao hàng. Gửi online á. Ờ. Để con chết cho bạn cứ bình trời kia. Gửi online á. Ờ. Bây giờ đơn nhi ở nhà nó bán. Dạ. Đúng rồi. Rồi ngày mai mình đi đâu nè, mai lịch mình đi đâu? Mai có được anh đi lên Phước Bình. Xã Phước Bình hả? Xã Phước Bình. Quê cũng huyện luôn Ninh Phước luôn. Nó là huyện Bác Ái. Bác Ái là ở đó, là cái huyện đó là một trong những nơi nghèo nhất Việt Nam luôn. Nó được xếp thứ 80. Huyện nghèo nhất hả? Nghèo nhất của Việt Nam mình. Vậy vô xã là xã nghèo nhất luôn không? Dạ đúng rồi. Đó là người đồng bào ạ, sinh sống ở rất lây. Rất lây. Cho anh hồi giờ anh chưa thấy người đồng bào rất lây. Anh có nghe chứ anh chưa có gặp bà con đồng bào rất lây. Anh em mình mua ít bánh với lại đem ít quần áo. Thì đó mua gì thì sáng nó đi ra chợ đó. Dạ để sáng em mua cho. Ờ. Rồi mình bánh ngọt nữa hả? Mình phát cho mấy em đồng bào đó cho vui. Ờ. Lâu lâu danh. Mà mai nó đi học không? Hả? Lúc nào cũng có em nhỏ hết đấy anh. Dạ hả? Ví dụ như sáng có đứa đi học thì có mấy cái đứa đi học chiều. Ờ. Mình đi kênh chiều thì có mấy đứa học sáng. Mà vô dễ không? Đi xe cũng tới nơi hả? Đi cũng tới nơi dễ lắm. À. Nói chung là anh chỉ cần dừng ngoài đường là mấy em mới tới lãnh quà. À quen ha. Quen hết rồi. Dạ. Em đi hết Ninh Thuận chưa? Ninh Thuận thì nó nhỏ lắm nhưng mà thật sự mình nói là chưa đi hết luôn. Dạ hả? Đi 2 năm nay chưa hết Ninh Thuận. Em đi Ninh Thuận rồi Khánh Hòa. Em là Ninh Thuận, Khánh Hòa với lại Bình Định hả? Bình Định. Khánh Hòa, Bình Định là nhiều. À. Ba tỉnh đó em đi nhiều. Còn Phú Yên là đi ngang thôi à? Phú Yên là em đi ngang thôi chứ chưa có dừng. Tại là Bình Định là quê bà xã của Thép rồi á, quê của Nhi. Anh Phương em chế tài uống rượu ngày mai trời mưa. Mưa dạ cũng được. Em sợ trời nếu mà mai mưa thì mình sẽ ngày mốt. Dạ thôi mình cũng cứ tranh thủ đi mà đang mùa đang bão lũ mà. Bão lụt thì lúc không mưa. Dạ. Mưa họ núp trong nhà không. Dạ. Không có bóng nào. Dạ thì mình đi hôm ấy mình đi gạ tới nhà của mấy bé mà mình cần tìm hiểu để làm chương trình đó chú. Bây giờ không có đi làm lần nào chưa nói chưa. Chưa con Ninh Thuận con đi ít mà bởi vì Khương Dừa bữa giờ Khương Dừa làm chương trình là làm ở ngoài
ở các tỉnh miền Tây là nhiều, còn bác đợt này thì Khương vừa có lên trên Tây Nguyên là có chỗ Đắk Nông nè, rồi hôm nay Khương vừa ra Ninh Thuận đó. Để ở đây thì cũng Khương vừa cũng không có rành địa bàn lắm, cho nên là Khương vừa mới nhờ Thép nó liên hệ sắp xếp giùm rồi mấy anh em đi. Dạ rồi mai mốt thì Thép nó có về miền Tây thì Khương vừa sẽ dẫn nó đi. Còn lấy nước rồi chứ. Đi về xa quá. Xa quá trời, đi hết ngày luôn. Ra đây xa. Ừ, sáng đi 9 giờ mấy. À, 11 12 1 2 3 4. 5, đi thẳng 6, luôn á. Mùa giữ người ta được 10 tiếng cái ta. Ừ, sao tại mưa quá. Mưa á. Với đường có mấy khoảng cỡ 6 tiếng rưỡi 7 tiếng. Với lại đường nó có mấy cái đoạn nó xấu quá, nó bị bụi rồi quá trời, không có dám đi nhanh. Tại mưa. Ừ, đi không có ghé ăn uống gì, cứ ghé đi vệ sinh thôi. Ừ. Rồi tối nay ngủ đâu ta, đang chỗ ngủ đâu? À, bên quầy quầy đây có chiếc chỗ ngủ đó, cũng có không? À, cũng gần đây. Cái chỗ mà nãy anh Dương anh gọi em á. À. Ừ, tối mình nghỉ đó cho nó thoải mái. Đó thị trấn ha. Ở thị trấn. Đó mình ngủ cho thoải mái. Ừ, ngủ ngơi rồi sáng rồi mình đi. Khương đi có 3 người hả? Dạ. Khương đi đông. Còn đi không, còn đi lúc nào cũng đơn ít lắm. Còn đơn giản. Vậy là anh khảo sát trước là giờ bữa nữa mới ra quay. Thì bây giờ mấy cái vé mà em biết á thì em dẫn anh tới, anh gặp, anh trao đổi làm sao, anh coi làm sao rồi mình đi một vòng đi, rồi xong rồi mình về thấy cái vé nào mà phù hợp nhất á thì mình chọn ra rồi mình làm chương trình. Rồi, okay. Tuy nhiên thì mình vé nào mà không có mình không có làm thì mình cũng ghé mình gửi cho bé nó ít chi phí. Yeah. Ừ. Cho nên không sao. Hôm bữa thì em điện cho mấy người quản lý thôn hay là mấy người mà quản lý cái xã rồi á, thì họ cũng nói là để họ tìm kiếm. Nhưng mà đây chịu đi học nhiều không ạ? Hay là phải nghỉ học sớm hết? Ở đây đa số người đồng bào Đắk Lây thì 10 người nghỉ học hết khoảng 30 người rồi. Không theo được ha. Dạ. Nói chung học miễn phí nhưng mà họ vẫn không có điều kiện. Tại vì tại họ đi cỡ 7 8 tuổi là nó đi chăn bò hết rồi. Đi làm nữa không? Làm phụ hả? Đi chăn bò hết rồi. Dạ, ở huyện em thì là chắc cũng làm nông nghiệp hả? Nó cũng tùy người vậy anh. Có người cũng làm nông nghiệp. Ủa làng gốm gốm bầu trúc là gần đây không ta? Nước cho nóng. Xin mời anh Thương nha. Ờ, làng gốm đó nãy anh dừng lại hả? Gốm đó gốm làng gốm bầu trúc, làng gốm cổ nhất Đông Nam Á luôn. Ờ nhưng mà gần đây không? Kế bên luôn. Ủa vậy hả? Một cây số nãy anh dừng là làng gốm bầu trúc đó. Ủa vậy hả? Anh bữa nay chắc chắn anh vô đó thăm. Ờ ghé một lần nha. Chứ có bà cụ lớn tuổi còn làm không? Có bà cụ thiệt là lớn mới còn làm không? Bà cụ là còn lớn ta. Kỳ anh mấy bạn có làm ký sự phim tài liệu. Rồi ok, để em liên hệ cho. Bây giờ anh ta còn làm nhiều không? Nhiều lắm. Nói chung là 10 nhà làm hết 7 nhà rồi. Mà giờ nó thịnh phải không? Nó thịnh trở lại hả? Dạ đúng rồi. Đúng không? Bây giờ làm giờ người ta khách sử dụng. Du lịch ngày nào cũng vô mà. À. Ngày nào cũng vô làng cả chục chiếc xe 45 chỗ mà. Xin mời tất cả khán giả nha. Mà về Thép sẽ sắp xếp dẫn anh Khương đi cái làng gốm cổ nhất Đông Nam Á luôn. Cái đó nhiều cái nét văn hóa hay lắm á, mình giới thiệu cũng hay. Người ta làm gốm bằng tay mà. Ừ. Một trong những nơi làm gốm mỹ nghệ bằng đôi bằng tay nha. Họ làm ra thủ công. Những cái tượng đồ này kia là đều làm bằng thủ công hết. Cho nên là một cái sản phẩm nó là nó khác, nó không giống nhau. Không giống không? 1000 sản phẩm ra cũng không có giống cả nhà. Nhưng mà sao giờ người ta không làm thủ công ta? Mất chất hả? Dạ. Là không ta không làm thủ công luôn ha. Ý là anh nói là sao không làm máy hả? Ờ. Người ta muốn làm vậy hả? Vì nó không đúng cái nét đặc trưng của họ. Đặc trưng của người Chăm ở đây là họ làm bằng tay mà. Ừ. Phải giữ cái là những người làm đó là cũng đồng bào Chăm luôn hả? Đúng rồi. Cái người làm là ở trong cái bộ Ninh Thuận là Ninh Thuận là có đồng bào Chăm, đồng bào Rắc Lây. Dạ. Với lại chắc cũng có đồng bào Kinh với lại Hoa. Người Kinh nè, người Rắc Lây nè, người Kinh là chiếm đông nhất. Ừ. Rồi người Chăm, tới người Rắc Lây, rồi tới mấy người đồng bào kia nữa, nhưng mà mấy người đồng bào kia thì hiếm khi nào thấy. À. Lâu mới thấy. Dạ. Chủ yếu là ba người đồng bào, nhưng mà khổ nhất là người Rắc Lây. Rắc Lây khổ lắm. Ta cũng làm rẫy hay sao? Rắc Lây là đa số họ làm rẫy, làm bắp. Ừ. Làm bắp, trồng chuối. Trồng chuối rồi trồng chuối với bắp không? Em thấy trồng chuối trồng bắp không? Ninh Thuận thì
du lịch cũng không có phát triển bằng những cái tỉnh khác mà không á. Thì đi người ta đi thì đi tới Bình Thuận đúng không, du lịch Bình Thuận, còn hoặc là ví dụ đi xa xa người ta sẽ đi ra tới Khánh Hòa, còn nhà còn Ninh Thuận thì phải đi xe, không có máy bay, đâu có máy bay ta. Không có máy bay, đâu có đi được máy bay. Không đi được máy bay, nhưng mà nhiều khi á, khán giả mình nói là mình ở Ninh Thuận thì nhiều khán giả không biết đâu, mà mình nói ở Bình Thuận hoặc là ở Nha Trang thì người ta sẽ biết. Thì con bác mình đi nè, mình đi thành phố Hồ Chí Minh mà ra Đồng Nai, tới Đồng Nai thì sẽ ra tới hết Đồng Nai là tới Bình Thuận rồi, hết Bình Thuận là tới Ninh Thuận. Tới Thuận nó cũng là một cái dải dọc biển luôn đó, rồi xong mình sẽ tới hết Ninh Thuận mình sẽ tới Khánh Hòa đó. Nhưng mà ở đây thì cũng có biển, cũng có một vài điểm du lịch. Thơm bữa cười Khương vừa đi chuyến đi nhớ đời cùng với anh Coleman á, thì cũng có nhiều cái điểm cũng hấp dẫn. Ở đây thì cũng có nho, dạ nổi tiếng là nho, nho với lại táo, nho rồi táo. Có táo hay vườn táo hả? Nho táo đang có táo không? Hôm bữa anh ra đây anh có quay nho không? Không, bữa à, anh không anh có bữa nho. Không, không có nho thì để em kiếm địa điểm cho anh quay. Ủa nhưng mà Ninh Thuận cái khúc kia du lịch cũng phát triển mà, chủ Ninh Chữ rồi đó. Thì đúng rồi, ở đó giữa Vịnh Vĩnh Hy rồi là còn đó là Ninh Thuận mà. Dạ. Vịnh Vĩnh Hy có khách sạn Amanoi, một trong những khách sạn 6 sao. Cũng là một trong những khách sạn xịn nhất Việt Nam luôn. Nhưng mà nghe tới Ninh Thuận thì nó hơi mờ nhạt chút xíu. Thì thầy biết cái khúc khúc đó tại nó xa quá luôn. Không phải nó xa nhưng mà nó nằm trong trong núi rồi. Không, theo anh nghĩ thì nó bị đi, tại đi mình phải đi xe mất cả ngày, gần cả ngày trời mà các bác, giống như sáng đi, sáng ăn sáng đi, trưa mình ghé ăn trưa là tới chiều chiều mình mới tới. Mà em đi sau 6 tiếng hay à. Chạy em đi 5 tiếng rưỡi rồi cả nhà. Mình chạy đường cao tốc mình chạy 5 tiếng rưỡi. Ta quen đường, em quen đường. Người nhà đi vô Sài Gòn nữa, đi 5 tiếng rưỡi 6 tiếng chứ mất. Em quen đường. Là có đường thẳng mà. Là mai, là mai là em sẽ đi cùng anh để chờ rồi đi trao hết cho trao quà. Cho em không phải không? Thứ nhất là mai là thép sẽ dẫn anh Phương vừa đi sáng sớm mai anh em mình mua ít bánh với lại sắp xếp ít quần áo để lên đó. Quần áo thì quần áo mình cũng mua chợ. Không, quần áo em có nhiều lắm. Em cái gì cho quần áo là nhiều ta lắm. Ta cho hả? Mà khán giả với Mạnh Thường Quân họ cho nhiều để rồi mình đi trao từ từ. Thì lâu lâu em đi chuyến xe không đồng rồi em bỏ lên xe em chở. Xe không đồng em thường thường em sẽ trao quần áo, bánh kẹo. Quần áo, bánh kẹo, giày dép, rồi gạo. Gạo. Gạo đúng rồi. Gạo, quần áo, bánh kẹo. Một phần gì thì khoảng bao nhiêu? Trung bình là 300 ngàn. 300 ngàn cho một người. Dạ. Mà mình trao qua một nơi rồi thôi, mình không có trở lại đúng không? Mình trao những cái điểm mới thôi phải không? Đúng rồi, trao một nơi rồi thì mình đi kiếm chỗ mới. Cái đó là mình đi phải kết hợp với lại bên địa phương. Dạ. Rồi mình mà tặng bánh kẹo được cho mấy trẻ em miền núi thì cứ gặp dọc đường thì mình trao. Dạ, gặp đường mình trao tại họ cũng biết em á. Dạ. Rồi gặp đường là anh chỉ cần dẫn chiếc xe đó là họ lát nữa trẻ em mới tới là anh phát không có quà. Thì xe em đâu có chữ đâu, chiếc xe anh đâu có chữ đâu anh không có chữ đâu. Anh không biết. Vậy là để coi em sắp xếp. Vậy là khu vực ngoài Ninh Thuận là Khánh Hòa là bà con bác biết rất nhiều về thép. Khương Dừa thì khu vực miền Tây bà con bác sẽ biết nhiều. Mà bà con bác ở Ninh Thuận, Bình Thuận cũng biết Khương Dừa, nó cũng có Khương Dừa nhiều. Nói chung là hôm kỳ hai anh em đi đóng phim rồi Khương Dừa có nói là thép, Khương Dừa có nói thép rồi. Khi nào có dịp Khương Dừa sẽ sắp xếp lịch thì bạn ra đồng, bạn sẽ tìm cho Khương Dừa mấy cái bé để Khương Dừa làm. Mình cũng mong muốn là làm nhiều nơi để có nhiều bé, cũng nói chung chỗ nào cũng vậy. Chỗ nào cũng có sẽ có những bé nó khó khăn rồi muốn học nhưng không có điều kiện. Thép thì ở đây thì em nó cũng làm thì cũng là tặng quà thôi à. Nhưng mà tặng quà thì 300 ngàn, 500 ngàn thì ăn chắc một bữa hay vài bữa cũng hết. Khương Dừa thì không có thể tặng được nhiều quà, nhưng mà Khương Dừa sẽ cố gắng, Khương Dừa tìm một hai bé gì đó để phù hợp chương trình, Khương Dừa sẽ làm để cho mấy bé học. Rồi ở đây chừng nữa thép nó gần gần đây nhờ nó tới nó trông coi giùm đó. Vậy chứ nó tốt lắm mà. Dạ. Cái học bổng á, học bổng cho mấy bé nó học tốt lắm. Dạ. Ừ. Ý là cái phần học bổng đó là cái học bổng đó, cái học bổng của chương trình của anh nay là giá trị thấp nhất là 50 triệu. Một cái học bổng. Thì tùy theo mấy bé thì mình sẽ tính, thì dựa ở địa phương thì thường tầm tháng chừng 1 triệu 2 triệu là nó sẽ đủ kinh phí nó học. Thì cứ tháng mình chuyển về cho nó. Dạ. Vậy. Thì có nghĩa là mình cái học bổng đó mà là mình
trao từ từ, trao từ từ duy trì ừ chứ anh không có trao một lần vậy mà là còn tốt. Nhưng mà ngưng học là anh sẽ không trao nữa à, chứ chứ trao một lần là nhiều khi gia đình có chuyện này chuyện kia xài là rồi xong là hết tiền rồi mốt bé nó không học hành gì được. Dạ đúng rồi, em nghĩ gì là cũng có lý cả nhà. Ừ vậy em trao từ từ cho em nó học nó có cái động lực, chứ nhiều khi mình trao hết rồi không biết là gia đình họ làm gì mất công thì đó, đó là... mình nên ráng theo, mình theo để mình anh làm được 10 mùa đầu 10 tập đó, 10 tập mà coi như 9 bé. Một cái lần tập 1 là lớp học tình thương 9 bé giờ nó có điều kiện nó học. Và chừng nó đang học tới hết 12 rồi, hết 12 thì vô lên nữa thì mình coi mình nó có học trên đây nữa thì mình tạo điều kiện. Nhưng ba số mấy bé nó trong mùa 1 là anh làm cũng có một vài bé thực sự khó khăn nhưng mà nó học không được, nó học được nhưng không giỏi lắm, nhưng mà đa số còn lại là học rất là giỏi. Toàn là học sinh giỏi cấp tỉnh luôn, cực kỳ giỏi. Anh nói bây giờ anh nói với điều kiện của mấy bé bây giờ mà bây giờ mình cho cái ăn cái mặt này kia thì anh nghĩ chắc cũng không biết khi nào mới thoát khỏi được cái khó khăn. Cho nên thôi mình gắng cố gắng mình bày bản thân anh cũng thấy là cũng nhờ học hành anh mới có được cái công ăn chuyện làm như ngày hôm nay. Cho nên thôi gắng cố gắng mình giúp cho mấy bé nó có con chữ. Vậy là tình hình là mai em dẫn anh lên rẫy phát quà rồi thăm rẫy vườn rồi em cho anh chim ngưỡng được phong cảnh ở Ninh Thuận đẹp lắm không nha. Đẹp không, nói chung là đẹp hay không em nói là đi rồi sẽ biết cả nhà. Chứ nhiều khi em kêu đẹp đẹp cái mai anh kêu anh lên kêu xấu quá thì sao. Mà bữa giờ mưa á cả nhà thì mình lên đó mình thấy mây rồi nhìn đẹp lắm. Gần mây luôn hả? Đi nó cũng nếu em đi khoảng cỡ tiếng rưỡi. Ý là mây nó gần mình không á? À mây trên núi nó bay rất đẹp. Vậy hả? Nó bao nhiêu là anh thấy Ninh Thuận mà quay phim chắc đẹp lắm. Hôm bữa em thấy cái đoàn phim lên rẫy em quay đó, đoàn phim của anh Hiếu Hiền rồi đó. À vậy hả? Mới quay bộ phim Việt Nam rồi nè. Ôi mới gần đây nè. Nhưng mà phim gì, phim truyền hình đó? Em không biết phim gì nhưng mà thấy đoàn đi chắc cỡ hơn 50 người. Họ quay chắc được một tháng rồi cả nhà. Ờ vậy hả? Đèn hình như dạ. Bây giờ cũng đang quay mà. Còn đang quay luôn hả? Sao em không qua giao lưu? Xin giai được. Lễ em cũng thấy ngại quá. Xin giai thường nói em mới đóng em phim. Em đi ngang qua họ cũng biết em mà. Dạ hả? Mấy anh đóng phim bóng đồ kim kiều thép đi đâu á. Dạ. Nên em đi lễ. Họ cũng biết mà mình cũng thấy ngại quá. Mình cũng không xuống. Trời mấy anh nó không biết chứ gặp Hương Dừa là thế nào ông mời chân thép giai thiệt. Có thép vô bà con bác cũng thương xem. Dạ. Giống như phim Mất Mạng đó bà con bác vô xem chủ yếu mà cũng thương cũng thích mấy bạn kia nhưng mà đa số chắc Hương Dừa nghĩ là mấy bạn kia còn trẻ với lại một cái các bạn làm TikTok á cho nên khán giả xem YouTube cũng không có xem nhiều. Dạ. Cho nên đa có bà con bác vô nhắc thép với Hương Dừa cũng dễ thương lắm. Nhưng mà tại vì cái phim nó đăng tải nếu mà đăng tải trên kênh Hương Dừa chắc Hương Dừa nghĩ bà con bác sẽ xem ủng hộ nhiều, còn đăng tải lên cái kênh của công ty tại bà con bác hay xem chương trình Thách Thức Hài không mà nhiều khi đăng phim lên hoặc lâu quá rồi mới đăng nội dung lên cho nên bà con bác không có xem nhiều. Cho nên cũng hơi uổng. Nhưng mà thôi sẽ sắp tới để có cái phim gì của kênh Hương Dừa, Hương Dừa làm phim á, mời thép vô đóng, hai anh em đóng. Thậm chí sang năm nếu mà Hương Dừa mà có duyên, Hương Dừa làm điện ảnh, mời thép vô đóng một vai gì đó dễ thương. Yeah. Thiệt. Nói chung là thép thì nó chưa có học qua diễn xuất, chưa học qua trường lớp. Nhưng mà em nó có một cái khả năng được, một cái khả năng nắm bắt cũng nhanh, cái sự tự nhiên rất là khó. Quan trọng là mình là người đạo diễn, mình phải nhìn ra được cái vai nào hợp với em nó để cho em nó diễn. Chứ còn Thương Dừa với lại thép thì đâu có được học diễn xuất, đâu có may mắn được học diễn xuất. Nói chung là làm rồi cũng may mắn từ từ là kênh cái dạng dĩ cái bắt đầu cũng tập thành diễn xuất. Thương Dừa thì cũng đi trước thép một xíu, cũng may mắn tham gia được vài phim mà con bác cũng thương. Nhưng mà thật sự là những vai đó nó cũng rất là hợp với mình, thép cũng vậy. Hy vọng là anh em sẽ có dịp hợp tác nhiều hơn đó. Tối nay thì ăn cơm nhà thép rồi xong cái mấy anh em Khương Dừa sẽ nghỉ ngơi rồi mai sẽ tiếp tục hành trình, có gì Khương Dừa sẽ chia sẻ bà con cô bác tiếp tục. Dạ thôi nói chung hôm nay rất vui và hy vọng là có dịp nào thép với lại Nhi với lại chú có thể về Bến Tre Khương Dừa. Dạ. Em đi ở Bến Tre chưa? Miền Tây em đi tỉnh nào? Khoảng 20 ngày nữa em đi xuống đó. Dạ hả? Không biết là anh ở giờ anh ở huyện Gia Lách cỡ đó. Anh ở huyện Gia Lách, em đi huyện nào? Em đi là từ ở Ninh Thuận em đi xuống Cà Mau em về lại. Là đi thẳng xuống Cà Mau rồi về từ từ. Nói từ chung từ. Là em trong hành trình của em đi xuống từ dọc đường em đi xuống không có hoàn cảnh nào thì em quay.
Quay xong từ Táo Mũi Cà Mau quay về vậy đó. Rồi về thẳng luôn. Dạ. Vậy đâu thì nói chung là đi được. Đi ngang qua nhà anh mà. Không, cái hành trình em đi làm sao? Thì để tôi chỉ cho đi. Cũng chưa có ai hướng dẫn hành chưa? Hành trình của em là không có ai hướng dẫn gì hết, em cứ đi từ Ninh Thuận em cứ là lại biết đường đi cho ông Thần. Dạ. Biết đường đi chưa? Thì bật Google Maps đi. Tới cái mũi chạm ngay cái mũi là được rồi. Mà chinh phục cái mũi hả? Chinh phục cái mũi. Nè em phải đi, em phải xác định cái hành trình em đi, tại vì đi về Cà Mau nó sẽ có nhiều đường. À nhiều đường lắm hả? Ừ. Em mới tới Bạc Liêu rồi em quay đầu lại à. Thì một là em sẽ đi đi ví dụ từ ở đây em đi vô tới thành phố phải không? Tới thành phố rồi em sẽ đi về Long An, rồi em sẽ đi về Tiền Giang, rồi em sẽ đi về Vĩnh Long, rồi em sẽ qua Cần Thơ, rồi em sẽ qua Hậu Giang, rồi em sẽ qua Sóc Trăng, qua Bạc Liêu rồi tới Cà Mau. Một là đường đó. Hai là em cũng có thể đi một đường đi ngang Bến Tre nữa, là ví dụ đi đi qua Long An, qua Tiền Giang, qua Bến Tre, qua Trà Vinh, rồi cũng có thể qua được Sóc Trăng rồi qua Bạc Liêu, qua Cà Mau. Hai là em có thể đi đường qua Vĩnh La, qua Tiền Giang, qua Long An, rồi qua đi ngang Vĩnh Long một xíu rồi đi về Đồng Tháp. Đi về Đồng Tháp rồi qua An Giang rồi về Kiên Giang rồi qua Cà Mau. Nó có nhiều hành trình lắm. Hoặc là em có thể đi đường này mà về đường kia, nó cho nó thú vị. Lúc trước thì em có tới Sóc Trăng mấy hai lần rồi. Em xuống em thăm với ông lão trong nhà hoang á. À. Kỳ em quay ổng rồi xong người ta thấy, người nhà thấy á, xong người ta dẫn về. Em cũng xuống đó hai lần rồi. Xuống với liên hệ với anh Bằng á. Tại Công Bằng. Tại Công Bằng. Hôm bữa em có nói rồi mà. Có nói đó. Xuống đó là em sẽ vào nhà Tại Công Bằng mà ở Cà Mau mà. Ừ. Chủ yếu là em tới em chạm cái móc Cà Mau xong bắt đầu cứ đi dọc đường rồi có cái gì hay thì mình quay chia sẻ thôi. Nó hơi sợ em bị động á. Tại em phải em hiểu á. Ví dụ như giống ví dụ anh rất là am hiểu về miền Tây, anh đi tới chỗ nào anh sẽ biết cái chỗ đó có đặc sản hay gì đó, hoặc là có làng nghề gì đó, hoặc là có câu chuyện gì đó. Ví dụ em rất là rành miền Trung, em đi em sẽ biết cái chỗ nào miền Tây anh rành, cho nên em không biết, em đi sợ mình sẽ bị lướt, mình không có cái có nội dung á. Nhưng mà yên tâm đi, về miền Tây bà con cô bác họ xem em cũng nhiều. Cái thứ hai là bà con bác cũng thân thiện dễ thương lắm. Thì có gì mình nhờ mình hỏi người ta. Còn đang đi về em có đi mùa nổi chưa? Đi đâu anh? Mùa nước nổi, em biết mùa nổi với miền Tây chưa? Dạ chưa. Đang ở đây đang mùa nổi luôn. À. Đang mùa nổi rất là hấp dẫn luôn. Và nếu mà 20 ngày nữa em về là chắc tầm đó nó cá nó sẽ bự lắm, cá nó nhiều lắm. Anh cũng đang sắp xếp, anh cũng tính qua tháng 10 này anh cũng sẽ đi về lại cái mùa nổi. Em nên nếu mà em đi á, thì anh nghĩ rồi em ghé đồng đi cái đường Đồng Tháp á, Đồng Tháp, An Giang rồi Rạch Giá rồi qua Cà Mau, tại vì đi cái mùa này thì em về Đồng Tháp thì nó sẽ có mùa nổi hay lắm. An Giang cũng mùa nổi cũng hay nữa, rồi Rạch Giá thì nó có biển, nó có gì kia. Còn đi đi đường kia cũng được, nhưng mà đi đường kia nếu mà quay thì nó cũng tùy nội dung mình à, mình chọn. Nói chung em đi đâu em đăng hình đó rồi bà con chia sẻ. À. Ở tỉnh nào thì em ở ngày gì đó rồi đăng hình lên, bà con chia sẻ nào hay thì đi. Ừ. Nói chung đi tới đâu hỏi tới đó mà. Ừ. Đi bộ mò cả nhà, chứ nói về đi ra thì nó cũng thú vị chứ bộ. Dạ. Cũng đi bộ mò. À. Thôi cứ đi xong bắt đầu về rồi em nghỉ ngơi thời gian, em đi Tây Bắc. Đi Tây Bắc. Tây Bắc tới chạm cái mốc Lũng Cú hả? Hả? Chạm cái móc nóc nhà Đông Dương nữa rồi xanh xe măng hả? Dạ về lại. Có ngày đi chinh phục thôi. Thật ra thì có điều kiện đi vậy cũng thú vị. Nhưng mà đi không lẽ em đi máy bay chứ? Đâu có, đi xe mà. Xe này luôn hả? Dạ. Chạy ra tới Bắc luôn hả? Dạ. Tới Bắc luôn hả? Đi xe mà, đi đâu là ở đó mà. Chứ đi máy bay nó đâu thú vị đâu anh. Thì cứ đi tỉnh này ở ngày, đi tỉnh kia ở ngày gì đó. Thôi nói chung hai vợ chồng mới cưới chưa có em bé thì thôi tranh thủ đi, để mốt có em bé rồi cái cũng đi cũng khó khăn, giống như Thương vừa giờ đi chứ mới đi là lên xe con nó gọi cho chơi cho nhớ về sớm nha, mà thấy thương lắm. Mà mình thiệt sự mình cũng có nhiều chuyện, mình tối ngày mình đi chuyện ngoài không, mà nhiều khi ở trong nhà nhiều khi con cái nó cũng cần mình, mà giờ nó đang tuổi nó cũng nhỏ nhỏ, nhiều khi giờ mình gắn bó với nó thì nó có tuổi thơ, còn mình đi suốt thì nó không có tuổi thơ luôn. Cho nên Thương vừa cố gắng thôi, cũng tra chuyện trong chuyện ngoài cũng ráng sắp xếp mà đi, ví dụ từng đi từng ở nhà với mấy đứa nhỏ. Dạ. Còn ví dụ 20 ngày nữa đi, thí dụ mà tại anh cũng có mấy cái ấy công tác, nếu mà ấy được thì anh sẽ
có gì chờ báo với anh chứ anh, dạ, anh đi được có gì phải khoảng tuần lễ em đi em báo nếu sắp xếp đi được rồi báo anh sắp xếp đi cho vui. Tại tại anh cũng cần đi để anh tìm thêm mấy bé của học nữa. Rồi bữa anh đi Cà Mau rồi tìm được hai bé. Dạ. Anh cũng sẽ tìm. Với lại bà con cô bác thân mến, thì bà con bác có xem video Khương Dừa thì bà con bác cũng biết là Khương Dừa đang tìm thí sinh và cũng giống tìm hoàn cảnh cho mấy bé của chương trình Học Để Đời. Có gì bà con bác biết á, hoặc là xung quanh mình á, hoặc gia đình mình gì đó, có thể gửi thông tin về giúp Khương Dừa qua cái fanpage Khương Dừa ha. Nhắn giúp Khương Dừa rồi lại gửi cái thông tin giúp Khương Dừa rồi Khương Dừa sẽ liên hệ. Khương Dừa sẽ không thể đi hết được, nhưng mà Khương Dừa sẽ liên hệ rồi Khương Dừa sẽ xem những hoàn cảnh nào mà phù hợp nhất. Nói chung hoàn cảnh khó khăn rất là nhiều, nhưng mình phải coi cái hoàn cảnh nào mà khó khăn nhất, cấp bách nhất đó, để mình làm chương trình trước. Dạ. Rồi Khương Dừa cũng hy vọng là một chương trình nhỏ nhỏ thì cũng sẽ lan tỏa được nhiều cái thông điệp nó hay để giúp các bé nó có cái điều kiện để mấy bé học hành để lo cho cuộc sống. Dạ. Dạ rồi thôi Khương Dừa cảm ơn bà con bác rất nhiều nha. Dạ, Khương Dừa với lại Thép với lại ba con Thép xin chào bà con quét và hẹn gặp lại. Cảm ơn anh Khương nha. Xin chào bà con cô bác. Mai Thép sẽ dẫn anh Khương đi lên miền núi nha. Bye bye cả nhà nha.